Xin chào các bạn, vậy là chúng ta cùng nhau trải qua 3 bài học đầu tiên trong chủ đề Facebook Ads của Lê Anh, và hôm nay là bài học thứ tư. Trong 3 bài học đầu tiên thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách tạo tài khoản quảng cáo này, cách tạo fanpage này và các chính sách của Facebook, lý do tại sao quảng cáo Facebook hay bị từ chối, đúng không ạ? Thì bạn nào chưa xem 3 video trên thì các bạn có cần tìm hiểu ấy, thì các bạn có thể xem ở trong phần mô tả của dưới video này nhé. Mình có để đường link của video theo từng chủ đề đấy ạ. Thì trong bài hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách chạy quảng cáo Messenger. Đấy, thì mình sẽ thực hành cho các bạn luôn và cầm tay chỉ việc các bạn luôn trong ngày hôm nay nhé. Thì đầu tiên là chúng ta vào trình quản lý quảng cáo, đúng không? Đấy, cái này thì mình đã hướng dẫn trong bài đầu tiên rồi. Thì đây là trình quản lý quảng cáo. Vậy thì quảng cáo Messenger là gì? Quảng cáo Messenger là quả loại quả hình quảng cáo ấy, tức là quảng cáo tin nhắn. Thì Facebook nó sẽ tối ưu cho chúng ta, nó sẽ tìm những đối tượng, những cái tập khách hàng và theo chúng đầu tiên là theo chúng ta target là này, và thứ hai là những người có hành động, có hành vi mà hay click vào nút tin nhắn ấy, hay click vào nút gửi tin nhắn, hay nhắn tin với Trang. Thì bài trong bài hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lựa chọn Messenger, tức là chạy quảng cáo tin nhắn, quảng cáo Messenger đấy. Đây như các bạn xem, đây là một mẫu quảng cáo đúng không ạ? Thì khi khách hàng click vào cái chữ gửi tin nhắn này thì nó sẽ tự động nó nhảy vào trong tin nhắn của chúng ta. Đấy, được chưa ạ? Rồi, ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cụ thể nhé. Thì đầu tiên các bạn vẫn như nhấn vào tạo quảng cáo cho mình. Đấy. À, phần tên chiến dịch này nếu như các bạn chạy trên nhiều fanpage thì các bạn nhiều fanpage khác nhau ấy thì các bạn nên gợi ý tên fanpage ở đây, hoặc là nếu các bạn chạy trên một fanpage thì không cần, ví dụ như là hoặc các bạn đặt tên gì để cho miễn làm sao các bạn nhớ dễ nhớ là được. Nhưng theo mình khuyên thì các bạn nên đặt cho mình theo tên fanpage hoặc cái ID nào đấy để các bạn khi tìm kiếm lại tên chiến dịch hoặc là các cái dịch vụ chạy cho cái fanpage đấy, đúng không? Các cái bài quảng cáo chạy fanpage đấy thì chúng ta chỉ cần nhập ID để tìm kiếm là được, đúng không ạ? Hoặc là giả sử như mình cái này mình chỉ cần để là nha khoa thôi, tức là chạy trong page nha khoa đúng không, và sau đấy là ngày tháng chạy quảng cáo, ví dụ như là 2408 được chưa, và đây là răng thẩm mỹ mess được chưa. Rồi, ok, các cái mục này thì chúng ta mục tiêu các bạn phải chú ý cho mình mục chọn mục tiêu này, thì các bạn chọn cho mình đấy là mục tiêu gửi tin nhắn, mục tiêu tin nhắn được chưa. Rồi nếu chúng ta các phần này chúng ta bỏ qua, các bạn cứ nhập đây, mình để như thế này thôi, copy vào lưu vào bản nháp. Rồi xong xuôi hết thì nó sẽ ra phần chi tiết này, thì đây chúng ta giữ nguyên. Nếu các bạn không tối ưu ngân hóa chi trợ cấp độ chiến dịch thì các bạn tắt, còn nếu bạn nào muốn chạy ngân sách chiến dịch thì các bạn bật lên. Các bạn sang phần nhưng trong bài này thì mình để là ngân sách cấp độ là nhóm các bạn nhé. Đây rồi, các bạn ở đây thì các bạn cứ giữ nguyên cho mình. Đây mục ngân sách này thì theo cái kinh nghiệm trải của mình các bạn nên để tầm mỗi nhóm cho mình tầm 200 gì đấy đổ về thôi, các bạn không nên để cao quá. Giả sử các bạn muốn chạy nhiều tiền thì các bạn thì nhân nhiều nhóm lên đúng không ạ, scale bằng cách nhân nhiều nhóm lên thì vẫn là ok đấy, 200 đến 500 gì đấy đổ về thôi nhá, đừng để cao quá. Cao quá thì khi đấy fake nó cho bạn là con nhà giàu ấy, thì nó sẽ cắn tiền của bạn rất là nhiều và đồng thời nó chi phí của bạn sẽ phải trả rất là đắt đấy. Rồi mục đặt ngày kết thúc này thì tốt nhất các bạn không cần phải đặt, các bạn chạy thì lúc nào nó hiệu quả thì các bạn để, không hiệu quả các bạn tắt đi thôi, được chưa ạ? Hiển thị thêm tùy chọn này thì luôn luôn chạy đi. Các đối tượng này thì quan trọng nhất là các bạn chú ý cho mình này, đây là target này, được chưa? Thì nếu các bạn có tệp đối tượng rồi thì các bạn thì chọn ở đây. Còn nếu chưa thì các bạn chỉnh sửa bên dưới đúng không ạ? Đấy, ví dụ là tương tác này. Free đúng không? Rồi ok, thì đây mình chỉnh sửa các bạn đầu tiên là target Việt Nam này, hoặc nếu các bạn chạy ở trong một tỉnh thành nào đấy thôi đúng không? Khu vực ví dụ mình Hà Nội thì các bạn gõ vào đây cho mình. Đấy, giả sử mình chạy mình Hà Nội đúng không? Rồi. Độ tuổi thì các bạn chỉnh sửa cho mình độ tuổi các bạn mong muốn, giả sử như là cái này là mình nha khoa quốc tế Mỹ ở Hạ Long, mình nhầm ở Cẩm Phả thì mình sẽ xuất là Cẩm Phả, được chưa? Rồi đấy, và tiếp tục tuổi thì các bạn như nha khoa này thì dịch vụ rất là đắt tiền, thì mình chạy thường là từ 24 trở lên, tức là những người bắt đầu đi làm một chút, 24 cộng đi rồi đến 45, thường 45 hoặc là 65 cũng được, vì các cụ càng cao thì càng mất răng, nên các cụ có hay có nhu cầu. Giới tính thì tất cả của mình để tất cả, các bạn thử chọn nam nữ nhé, mình để tất cả. Nhắm mục tiêu chi tiết này, hành vi, bởi vì cái tệp của mình nó bé thôi, nó có 500.000 người gì đấy. Đấy, được chưa? Rồi, ngôn ngữ, vị trí chạy quảng cáo này, vị trí còn chạy quảng cáo thường thì mình để chạy qua tự động. Còn đây các bạn thử chọn thôi, ví dụ các bạn chạy trên Insta không, nếu như không thì bỏ đi đúng không? Chạy Facebook Messenger thôi. Đấy, và các bạn chạy trên thiết bị di động hay là trên nền tảng nào đấy thì các bạn có thể chọn ở đây, được chưa? Đấy, nhưng mà mình thường là mình sẽ để cho Facebook nó tự tối ưu cái này, bởi vì mình chưa phải chuyên gia chưa cao siêu thì tốt nhất là để Facebook nó tự tối ưu đi,
hoặc cùng lắm là mình tắt bớt cái Instagram gì đấy, ok không ạ? Còn tối ưu mức chi phí này tất nhiên là nó sẽ tối ưu theo cuộc trò chuyện rồi, nó sẽ tìm tối ưu tự động tối ưu cho mình. Còn các bạn đặt mức giá thầu này, các bạn chưa có kinh nghiệm, thường những người chạy gọi là level cao cấp ấy thì họ hay đặt cái này, còn mình thì chưa chưa chuyên sâu được thì các bạn không nên nhé. Rồi ok, các bạn tiếp tục đến một quảng cáo cho mình. Thì mục này thì các bạn đặt tên fan, lúc nãy mình đặt sẵn đây rồi, thì bây giờ mình chọn fanpage thôi, được chưa? Và trong fanpage này thì các bạn thiết lập quảng cáo cho mình. Ở đây có một hai cái, thứ nhất là tạo quảng cáo, tức là bây giờ mình tạo mới trên này luôn và nó sẽ không xuất hiện ở trên trang, trên fanpage không có. Và cái thứ hai đấy là chúng ta sử dụng bài viết có sẵn, tức là bài viết này sẽ lấy từ trên fanpage, thì các bạn nhấn vào đấy, các bạn chỉ cần chọn bài viết này, nó sẽ liệt kê một loạt trên fanpage, tức là các bạn đã đăng trước ở trên fanpage rồi nhá. Ví dụ như một cái này đúng không? Giả sử đi, đây mình giả sử demo các bạn thôi. Thì các bạn sẽ lấy một bài trên fanpage, nó sẽ lướt ra thế này. Được chưa? Rồi. Rồi. Thì các bạn thêm cho mình một nút nữa, đấy là nút gửi tin nhắn. Thì đây là dạng gửi tin nhắn, cho nên các bạn phải thêm vào nút cho mình, tức là cập nhật bài viết này. Tức là bạn nhấn cho mình nha. Đây là dùng nút là gửi tin nhắn, được chưa? Đây này, kêu gọi hành động, các bạn chọn cho mình là gửi tin nhắn nhé. Thì nó sẽ tự động nó cập nhật cái nút gửi tin nhắn ở dưới đây này. Được chưa? Còn nếu như trên bài viết các bạn lúc tạo bài viết đấy, các bạn gắn cái gửi tin nhắn này vào rồi, chọn mục tiêu trên bài viết đấy rồi, thì ok, nó sẽ không nó sẽ báo đây là đã dùng rồi, đã có rồi thì không cần nữa. Được chưa? Rồi. Và cái quan trọng tiếp theo đấy là chúng ta phải xây dựng một kịch bản cho khách hàng. Khi khách hàng click vào nút gửi tin nhắn này thì điều gì xảy ra? Thì các bạn phải click chỉnh sửa cho mình đây. Ví dụ đây mình có mẫu chỉnh sửa sẵn đây. Hoặc nếu không có thì các bạn tạo mẫu này. Đấy. Thì tạo mẫu này là gì? Các bạn chỉnh sửa này, lời chào này, ví dụ như chào bạn đúng không? Khi khách hàng click vào phát là tự động cái này nó bung ra luôn. Đấy, và cho khách hàng lựa chọn này. Đây các bạn thấy không ạ? Đây, như cái này thì mình có một cái kịch bản xây dựng sẵn đây, thì mình cho các bạn xem nhé. Đây, ví dụ nha khoa. Đấy, thì khách hàng vào đúng không? Thì chào nha khoa, tôi phải giúp được gì cho anh chị ạ? À này, tôi muốn tư vấn niềng răng, tôi muốn tư vấn trồng răng, tôi muốn tư vấn làm răng thẩm mỹ đúng không? Đây, tức là các bạn xem trước này. Khi khách hàng vào thì họ sẽ thấy click vào quảng cáo phát nó tự bật ra các này luôn, và khách hàng chỉ việc nhấn vào hoặc là cái này, hoặc là cái này, hoặc cái này thôi. Khách hàng tự chọn dịch vụ đúng không ạ? Đấy. Và nhiệm vụ chúng ta là đăng là xong. Tuy nhiên với các bạn mà muốn tạo bài viết tạo quảng cáo ở trên này thì sao? Nếu các bạn chưa muốn chạy quảng cáo tạo bài viết trên này ấy, mà các bạn không tạo ra các cái bài gọi là tạo trên này luôn, trực tiếp trên này mà không sử dụng bài viết có sẵn ấy, thì các bạn vào đây cho mình, các bạn có thể chọn một hình ảnh video hoặc là quay vòng đấy, thì các bạn cứ làm theo hướng dẫn cho mình thôi. Đây, để chạy quảng cáo này, thêm file này, thêm hình ảnh này, hoặc các bạn thì chạy video cũng được, giả sử cái này đi. Đấy. Được chưa? Rồi, tiếp tục các bạn phải nhập văn bản, ví dụ như là trồng răng tại Cẩm Phả, làm răng uy tín này tại Cẩm Phả, bla gì đấy đúng không? Tiêu đề này, giảm 20% các dịch vụ răng thẩm mỹ tại Cẩm Phả. Rồi. Và phần các bạn thấy ở đây nó sẽ quảng cáo của chúng ta có một bản xem trước ấy. Đây. Đấy các bạn thấy không? Cái tiêu đề chính là cái hiện hiện bên dưới này. Các bạn thấy không? Đấy, còn ngoài ra chúng ta có thể thêm mô tả cho cái tiêu đề đấy nữa, nhưng mà chúng ta nếu các bạn viết thì đây mình viết xem nó ra gì nhá. Chỉ duy nhất hôm nay. Đấy. Tức là nó sẽ bổ trợ cho cái phần bên dưới giảm này, thì tùy từng cái bảng tin, ví dụ như bảng tin trên điện thoại, trên máy tính ấy, thì nó sẽ hiển thị lên, còn trên mobile nó sẽ rút gọn bớt đi. Đấy các bạn hiểu không ạ? Và các bạn vẫn dùng cho mình nút kêu gọi đấy, là các bạn có thể chọn đây, nút gửi tin nhắn hay là đăng ký hay mua ngay hay như thế nào đấy đúng không? Thì thường mình mục tiêu là gửi tin nhắn thì chọn cái này luôn. Và phần mẫu sử dụng này thì vẫn chọn tương tự, các bạn tạo mới ở đây xong các bạn lưu lại cũng được. Đấy, tạo mới này xong các bạn lưu lại nhé, các bạn chỉnh sửa đây. Ví dụ như các câu hỏi này, câu trả lời tự động này các bạn có thể giống kiểu bot chat đấy. Nhưng mà tốt nhất là các bạn cứ cho họ dùng một nấc này thôi, sau đấy thì mình cho người vào thì là hợp lý nhất. Đấy. Thì sử dụng mẫu này, mình chọn mẫu đã lưu này, đấy.
Và các bạn đây nhấn đăng, thế là xong cái quảng cáo Messenger, được chưa? Thì cái quảng cáo Messenger này các bạn chỉ cần chú ý một số vấn đề sau. Thứ nhất đấy là ngân sách, thì chúng ta các bạn nên xác ngân sách cho mình không đừng quá lớn bé thôi. Còn các bạn muốn tăng scale ngân sách thì mình có một cái bài hướng dẫn rồi đấy. Thì chúng ta có bốn cách, nhưng mà thông thường nhất vẫn là cứ nhân nhóm lên cho mình, được chưa? Nhóm nào hiệu quả thì chúng ta nhân tiếp, còn nếu chúng ta không nhóm nào không hiệu quả chúng ta tắt đi đấy. Còn về cái mặt hình ảnh các thứ thì các bạn phải thiết kế làm sao cho thu hút một chút, tiêu đề ok một chút là được, còn chạy đơn giản thế này thôi đấy. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Nếu các bạn nào mà có vấn đề gì mà thắc mắc không hiểu ấy thì các bạn có thể là comment bên dưới nhé, để mình sẽ trả lời các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ nhấn like, share và nhớ đừng quên là nhấn đăng ký theo dõi kênh, subscribe kênh để ủng hộ mình nhé, và đồng thời là xem được nhiều video hơn. Rồi cảm ơn các bạn.